Xin chào anh chị, kênh điện tử Giao Phán đang ở Gà Ta Thành Phát, 733 Bình Giã, phường Thái Nhất, thành phố Vũng Tàu. Và đây chính là một địa điểm mà mua thịt gà tươi sống rất nổi tiếng ở thành phố Vũng Tàu. Và vì sao vậy? Thì Gà Ta Thành Phát đã chọn kênh điện tử Giao Phán để cân ký đúng ký gà cho anh chị. Thứ hai, khi mà anh chị đến với Gà Ta Thành Phát thì tất cả gà đều tươi sống trong lòng, và anh chị sẽ chọn cái con gà nào mình thích nhất, rồi sẽ nhờ Gà Ta Thành Phát giết thịt và bạc lông sạch sẽ và mổ sạch sẽ cho mình chọn về. Như vậy thì rất là tươi ngon, nó sẽ khác biệt nhiều lắm so với anh chị mua gà ta ngoài chợ có thể là giết thịt đã lâu rồi và trưng bày ra bán. Còn ở đây thì mình có thể đứng chờ trong vòng 15 phút thôi, mình đã có được một cái con gà rất là tươi ngon. Và đây chính là quang cảnh của Gà Ta Thành Phát. Anh chị có thể đến 733 Bình Giã để tìm mua cho mình một con gà thật là tươi ngon để về chế biến cho gia đình mình. Và Gà Ta Thành Phát chọn những con gà rất là khỏe, rất là đẹp như thế này. Cho nên khi đến với Gà Ta Thành Phát thì anh chị luôn có thể lựa chọn cho mình một con gà tươi ngon nhất và vừa ý nhất theo yêu cầu của mình. Có cả gà trống, gà mái nuôi riêng như thế này và giết thịt như thế này. Anh chị cũng yên tâm rằng là Gà Ta Thành Phát đã chọn cân điện tử Gia Phát để cân ký gà cho anh chị, cho nên mọi thứ nó rõ ràng và rành mạch như thế nào đây. Rồi, mời anh chị đến Gà Ta Thành Phát, 733 Bình Giã, thành phố Vũng Tàu anh chị nhé.